Chiều nay ngày 17 tháng 9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cán bộ và nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 số tiền 1 tỷ đồng. Cán bộ và nhân dân huyện Ngọc Lặc ủng hộ 1,5 tỷ đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc ủng hộ 1 tỷ đồng. Gia đình ông bà Nguyễn Xuân Biên ở lô 89, đường Dương Đình Nghệ, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa ủng hộ 50 triệu đồng và Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 25 triệu đồng. Đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần cùng cả nước giúp người dân các tỉnh phía Bắc vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, triệu vòng tay hướng về đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 và lũ lụt. Trong những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 đoàn công tác thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên, người lao động ở 12 tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3, gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Cạn. Tổng số tiền Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các tỉnh là hơn 1 tỷ đồng. Thông qua Liên đoàn Lao động các tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa mong muốn sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời các công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và lũ lụt và góp phần chung tay cùng các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động các tỉnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định các hoạt động sản xuất. Đây là những cái sự nỗ lực chung, cũng muốn là chung tay của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cùng với Liên đoàn các tỉnh, Liên đoàn Lao động các tỉnh thành khác để mà ổn định cuộc sống. Chúng tôi cũng trước hết là huy động nguồn lực từ công nhân viên chức lao động trong tỉnh, từ kể cả quà rồi là các cái nguồn lực bằng tiền để mà trực tiếp là hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động. Bên cạnh đó thì cũng trích một phần là kinh phí hoạt động của công đoàn Thanh Hóa để hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh phía Bắc đang gặp những khó khăn do bão lũ gây ra. Và bên cạnh đó thì còn nhiều cái nguồn lực hợp pháp khác thì cũng đang huy động để làm sao mà với một cái mong muốn làm sao có nhiều nguồn lực nhất có thể để mà huy động mà giúp đỡ trực tiếp cho hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh phía Bắc đang gặp những khó khăn do bão lũ gây ra. Cùng với đó, những ngày qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã nhanh chóng phát động đoàn viên, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng của bão lụt. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã chung tay chia sẻ những khó khăn, mất mát, thiệt hại với nhân dân bằng vật chất và tinh thần. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Người lao động trong khối các doanh nghiệp ủng hộ ít nhất 50.000 đồng. Bên cạnh việc ủng hộ tiền mặt, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và các cấp công đoàn cơ sở còn tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khác như ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, quần áo, chăn màn. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình, hỗ trợ công nhân lao động với tinh thần cao, nhanh nhất, kịp thời nhất. Qua các hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa mong muốn thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc, tương thân tương ái của người lao động tỉnh Thanh Hóa, góp phần cùng cả nước sớm khắc phục hậu quả của bão lũ. Hôm nay là rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu, nhưng trong bối cảnh nhiều tỉnh thành miền Bắc đang gồng mình khắc phục hậu quả cơn bão số 3, tại Thanh Hóa, nhiều khu dân cư trường học đã không tổ chức Tết Trung Thu mà dành những món quà ý nghĩa gửi cho các em nhỏ vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở phía Bắc, mong muốn góp phần giúp các em sớm ổn định đời sống và đến trường học tập. Trung Thu năm nay, thay vì được các bậc phụ huynh, thầy cô tổ chức vui chơi liên hoan tại lớp như những năm trước, các em học sinh trường Trung học cơ sở Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa đã đồng lòng quyên góp, mua vở, bút tặng các bạn học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bát Sát ở xã Mường Hum, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Trong trận bão số 3 vừa qua, khu bán trú của trường đã bị vùi lấp hoàn toàn, hàng trăm em học sinh bị lũ cuốn trôi toàn bộ sách vở, quần áo, đồ dùng. Mặc dù trước đó, nhà trường vừa tổ chức quyên góp hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng thầy và trò trường Trung học cơ sở Hoàng Trung vẫn ủng hộ 1.000 cuốn vở, 300 chiếc bút để gửi tặng thầy, cô giáo, học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bát Sát. Mong rằng chút quà nhỏ của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường sẽ được gửi tới và đó là lời động viên đến giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở cũng như là phổ thông trung học Bát Sát Mường Hum.
Năm nay là một năm rất là đặc biệt. Chúng em sẽ không tổ chức Trung thu mà chúng em sẽ mua sách bút cho các bạn học sinh vùng cao. Em mong muốn cho các bạn vượt qua khó khăn và ổn định việc học tập. Bản thân các em là học sinh vùng cao đã thiệt thòi rồi, mà bây giờ lại bị thiên tai lũ lụt như thế nó lại càng thiệt thòi hơn. Cái lúc mà mình kêu gọi ấy thì có thầy Trãi là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Trung cũng đã có đọc được tin và có gọi điện tối qua thôi, biết ơn tức là thầy cũng đã tin tưởng mình và giao cho mình rồi đem lên đến tận tay giao cho các em. Tại thành phố Thanh Hóa, trước tình hình mưa bão gây hậu quả nặng nề cho các tỉnh phía Bắc, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2024. Nhiều trường học, đơn vị, khu phố đã dành số tiền dự định tổ chức Tết Trung thu để ủng hộ học sinh vùng lũ. Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Ban chấp hành công đoàn chúng tôi đã kêu gọi tới toàn thể các đồng chí công đoàn viên với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, và với một phần quà nhỏ của mình chia sẻ yêu thương với đồng bào miền Bắc. Không có những mâm cỗ trông trăng, không có những trò chơi dân gian tưng bừng rộn rã, nhưng Trung thu năm nay trên mọi miền Tổ quốc vẫn trọn vẹn yêu thương với những việc làm thiết thực ý nghĩa của hàng triệu tấm lòng hướng về vùng lũ. Những câu chuyện về tình nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết dân tộc sẽ góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp tình cảm yêu quê hương đất nước, tình nhân ái trong mỗi thiếu niên nhi đồng.